Thưa quý khán giả và các đồng chí, có bao giờ quý khán giả và các đồng chí thắc mắc về công tác bảo đảm hậu cần trên những con tàu hải quân trong các chuyến đi biển xa đã được bộ đội duy trì như thế nào để chăm lo sức khỏe cho các đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ khi chúng ta cùng theo dõi một bữa ăn trên tàu 18, Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân đang trên hành trình tham dự diễn tập Kakadu 2024 tại Australia. Thì chúng tôi chuẩn bị cho bữa ăn tối diễn ra vào lúc 18 giờ. Thế nhưng mà sau giấc ngủ trưa vội vã thì cán bộ chiến sĩ tổ phục vụ bếp cũng đã bắt đầu công việc ngay từ 2 giờ chiều. Và để bảo quản cho những cái rau củ quả thực phẩm được tươi như thế này thì chúng ta có bí quyết gì thưa anh? Tổ phục vụ và tổ quản lý kho thì từ khi khâu đưa thức tiếp phẩm là về sơ chọn các loài cả rau xanh ngoài cái là phải được tươi tốt và đảm bảo an toàn. Tuyệt đối để khi mình đưa vào kho sắp xếp thì cơ bản rau thì mình sắp xếp theo từng ngăn một, sắp xếp gọn gàng, thứ tự từ trong ra ngoài theo một lộ trình gọn gàng logic, và ngăn đông cũng như vậy. Ngăn đông là mình sắp xếp thịt là đưa vào trong, từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên cho phù hợp khi mình lấy ra thuận tiện nhất. Và trong quá trình bảo quản công tác hàng ngày thì cơ bản anh em là phải luân chuyển đáo thực phẩm, có thể là chỗ mà không đông ấy, thì mình cho ra ngoài để đáo cái chỗ đông cho nằm xuống dưới để đào thực phẩm hàng ngày để đảm bảo tươi ngon, không đi tránh hư hỏng. Thế quá trình mà mình vất vả thức khuya dậy sớm rồi làm lụng như vậy thì anh cảm thấy lúc nào là anh thấy vui sướng nhất? Vui sướng nhất khi mà kết thúc một bữa ăn mà thấy bộ đội được cái vui mừng mà thấy ăn uống ngon và đảm bảo chất lượng mọi cái, tổ phục vụ chúng tôi và những tổ quản lý mọi cái rất là mừng. Là con tàu cải hoán khá hiện đại, hệ thống bếp nấu ăn của tàu 18, Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân được bố trí khoa học với bếp hơi nấu canh, hầm súp, lò nướng cho các món thịt, sườn nướng và lò hấp bát đĩa diệt khuẩn. Công việc của tổ phục vụ khá thuận tiện. Tuy nhiên, tổ anh nuôi kiêm nhiệm vẫn phải lựa chọn những đồng chí không chỉ khéo tay, có năng khiếu nấu ăn mà còn phải có sức vóc, khả năng chịu sóng. Bởi nấu nướng trên biển cho nhiều người ăn trong điều kiện sóng gió phức tạp là không đơn giản. Cái tổ phục vụ là rất vả. Nhất là bình thường thì lúc đó là sóng lửa lên rất khó khăn. Nhưng mà phải cố gắng để thực nhất là phải bảo đảm được cơm chín được xuôi, bảo đảm được bữa ăn cho bộ đội hàng ngày. Thứ nhất là để bộ đội có sức khỏe để tiếp tục hành trình công tác. Hành trình đi biển dài ngày, mỗi thành viên kíp tàu đã trở thành người một nhà, cùng chia sẻ những bữa ăn ngon, chăm sóc nhau khi say sóng. Mỗi hải trình trở nên gắn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phía trước.